Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công cụ hack trong phần mềm AutoCAD 2015. Như các bạn biết rằng, trong CAD, việc thể hiện các loại vật liệu là rất là cần thiết. Thì để thể hiện vật liệu trong CAD thì chúng ta sử dụng lệnh hack. Các bạn có thể vào Home và các bạn thấy công cụ hack của chúng ta ở đây. Và các bạn có thể gọi lệnh tắt là phím H. Trước khi hack, các bạn cần lưu ý là hãy loại bỏ đi những cái đối tượng không cần thiết bằng công cụ Layoff. Mình sẽ sử dụng Layoff để ẩn đi các layer như là layer dim, text, vân vân. Mình ẩn hết đi. Tiếp theo, chúng ta sẽ gõ lệnh H, Enter. Các bạn thấy phần mềm AutoCAD 2015 nó sẽ mở cho các bạn một thư giãn thiết lập các tính chất của hack. Đầu tiên, các bạn có thể là lựa chọn vùng hack và công cụ Big Point. Bạn kích vào đây và chọn cho mình cái vùng hack mà các bạn mong muốn. Giả sử như mình sẽ hack cái cột này chẳng hạn, ở đây. Đấy. Sau khi chọn xong thì các bạn hoàn toàn có thể remove nó hoặc là lựa chọn. Đấy. Ví dụ mình sẽ remove nó đi. Đấy. Và thường chúng ta sẽ Big Point. Đấy. Lựa chọn vùng hack xong này, các bạn hãy thiết lập cho chúng ta cái loại hack mà các bạn mong muốn. Các bạn có thể vào mục pattern này, click vào biểu tượng này. Đấy, chúng ta sẽ có một cái bảng rất là nhiều loại vật liệu để các bạn lựa chọn. Ví dụ như đây mình sẽ lựa chọn là gạch chẳng hạn. Đấy, cũng như cái này. Đấy, mình chọn gạch. Đấy, thấy chưa? Chúng ta đã chọn được gạch. Sau khi lựa chọn đối tượng xong, loại hack xong, các bạn hãy thiết lập cho mình những cái thông số. Đầu tiên là các bạn thiết lập màu hack. Các bạn có thể kích vào đây. Đấy. Các bạn có thể lựa chọn layer. Đấy, thiết lập màu hack, cái nét hack này theo layer. Tức là bạn sử dụng layer màu nào thì nó dùng layer đấy. Hoặc các bạn có thể là chọn là màu hack mà các bạn mong muốn, như là màu hồng chẳng hạn. Đấy, tùy các bạn. Thường chúng ta sẽ sử dụng công cụ by layer. Đấy. Tiếp theo các bạn sẽ lựa chọn chúng ta cái màu hack background, tức là cái nét hack rồi, bây giờ cái trong này sẽ như thế nào. Ví dụ như là chúng ta chọn màu hả? Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, thì các bạn thiết lập cho mình. Đấy, và thường mình chọn 5. Tiếp theo, các bạn để ý mục này. Hack Transparency, tức là cái thông số độ trong suốt của hack nó sẽ như nào. Các bạn thấy là khi chúng ta tăng lên này, thì hack nó sẽ nhạt đi. Đấy, thì cái này cũng rất là hay sử dụng nếu với các đối tượng hack. Đấy, tiếp theo là công cụ Angle, tức là góc của nét hack. Ví dụ các bạn sẽ tăng lên này, các bạn thấy này. Đấy, các bạn thấy không? Thì nó sẽ thay đổi góc của nét hack. Đấy, các bạn có thể thiết lập bằng cách là điền thông số đây hoặc là kéo chuột. Đấy. Tiếp theo là một scale, tức là tỷ lệ hack. Đấy, các bạn thấy hiện tại viên gạch của chúng ta nó đang hơi to, thì các bạn có thể là tăng cái tỷ lệ nó lên hoặc giảm tỷ lệ nó xuống. Ở đây đang 100 thì to quá, mình cho nó về là 15 chẳng hạn. Đấy, các bạn kích chuột. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, thì viên gạch của chúng ta đã được thiết lập đầy đủ cái tỷ lệ. Thường cái này thì các bạn sẽ sử dụng nhiều, sẽ có kinh nghiệm, hoặc là tùy phụ thuộc vào cái kích thước bản vẽ cũng như tỷ lệ bản vẽ thì chúng ta sẽ có cái tỷ lệ của nét hack sao cho nó đúng thực tế nhất. Đấy. Vì sao lại đúng thực tế? Bởi vì đôi khi chúng ta phải vẽ những chi tiết mà các bạn cho cái viên gạch nó đúng thì dẫn đến các bạn sẽ ốp lát là đúng hơn. Đấy. Và công cụ cuối cùng mà mình muốn nói với các bạn đó là công cụ Set Origin. Thì công cụ này này sẽ giúp các bạn đặt viên gạch trong cái mảng tường này nó sẽ như thế nào cho nó thực tế. Ví dụ như các bạn muốn lát viên gạch nó theo đúng thứ tự là từ dưới này lên và từ trên này xuống như nào, thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ này. Thì các bạn có thể kích vào đây này. Đấy, và các bạn có thể lựa chọn này. Ví dụ như đây, chọn chế độ bottom left này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì khi lựa chọn thì những cái viên gạch nó sẽ được lát từ phía dưới và phía bên trái đi lên như thế này, các bạn thấy không ạ? Đấy, hoặc là chọn chế độ này bottom right này. Đấy, và chế độ này là center chẳng hạn, giữa ra. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, giữa ra thì nó sẽ căn kéo từ tâm như này. Đấy, thì sau khi thiết lập xong, các bạn có thể kích vào Close Hack Creation. Đấy, thì hack của chúng ta đã được thiết lập. Đấy, và các bạn lưu ý này, khi hack xong các bạn có thể kích vào đây. Đấy, các bạn thấy có những cái điểm xanh này không ạ? Thì các bạn hoàn toàn có thể kích vào điểm xanh này và điều chỉnh cái kích thước hình dạng của hack của chúng ta. Đấy, cái này thì cũng liên quan đến hiệu chỉnh, và thường khi chúng ta hack chuẩn rồi thì nó sẽ không cần sử dụng nữa. Đấy, và ít khi chúng ta sử dụng công cụ này. Thì đấy là một vài cái thiết lập cơ bản
về hack giúp các bạn có thể tô vật liệu trong phần mềm AutoCAD. Trong các bài học lần sau, mình sẽ hướng dẫn việc các công cụ nâng cao hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.